Ngôi nhà này nằm ở trung tâm Bangkok, với giá phòng mỗi đêm dao động từ 19 baht, 14.000 đồng, đến 360 baht, hơn 267.000 đồng. Theo các trang đặt phòng, đây là một ngôi nhà gỗ cổ mang đậm phong cách Thái Lan. Chủ nhà cho biết đã thừa kế tài sản này từ chú của mình. Trò chuyện với trang Vision Thai, chủ nhà nói anh sợ bóng tối và ma quỷ nên quyết định cho thuê phòng với giá rẻ để có người đến ở cùng. Hiện ngôi nhà có 7 phòng cho thuê và một phòng của chủ nhà. Tất cả các phòng đều có các tiện nghi cơ bản như quạt, màn chống muỗi. Tuy nhiên, phòng tắm phải sử dụng chung và bồn cầu kiểu truyền thống. Một số phòng chỉ có thể lên được bằng thang gỗ, du khách được khuyên cần cân nhắc nếu hạn chế về khả năng di chuyển hoặc sợ độ cao. Hiện có khoảng 8 đến 10 người thuê phòng, trong số này có người đã ở lại tới 1 năm. Chủ nhà cho biết anh cố gắng trò chuyện gần gũi với những người thuê nhà, thậm chí còn cùng họ đến sân bay để chào đón khách mới. Chủ nhà cũng nhấn mạnh, anh cho khách thuê phòng không phải vì lợi nhuận mà là để kết bạn. Trong năm qua, ngôi nhà đã đón khách từ 12 quốc gia tới lưu trú và tham quan. Các phòng ở đây đã được đặt kín chỗ tới năm 2026. Một ngôi nhà gỗ cổ ở trung tâm Bangkok đang thu hút du khách với giá phòng cực rẻ, chỉ từ 14.000 đồng, đêm. Chủ nhà cho biết anh sợ bóng tối và ma quỷ nên cho thuê phòng với giá rẻ để có người ở cùng. Ngôi nhà có 7 phòng cho thuê, được trang bị tiện nghi cơ bản như quạt, màn chống muỗi. Tuy nhiên, phòng tắm phải sử dụng chung và bồn cầu kiểu truyền thống. Một số phòng chỉ lên được bằng thang gỗ. Chủ nhà cho biết anh cố gắng kết bạn với khách thuê và đã đón khách từ 12 quốc gia đến lưu trú. Hiện tại, các phòng ở đây đã được đặt kín chỗ đến năm 2026.